Rồi, cây bơ. Cây bơ này là 3 năm tuổi nè. Cây bơ thì là 5 năm thôi, nhưng mà ghép thì ghép 3 năm. Đây là giống bơ 304. Trái cực kỳ sai luôn. Rồi nè, trái này trái nấy nè. Thọ đùng luôn. Và một gang tay giống bơ mới. Trái sai quá trời sai. Cái này là cỡ tao vào mà nửa tháng nữa là bắt đầu thu hoạch rồi. Đây nguyên một cục trái. Trái bự bự bự. Đây, góc bên này mới giữ nè. Một chùm luôn. Trái cục 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 cục. Sao quá trời trái. Ô bữa này nữa, bữa này nữa. Ô trời. Trái không luôn. Ra xa xa mới thấy, ra xa xa thấy được nguyên cái cây trái sai cỡ nào. Rồi chúng ta lại gần gần ra, lại gần mấy cây ra. Đây, đây có mấy trái dè nó rớt dưới góc đây. Ủa, nó rụng hết rồi nè. Mấy trái này là nó dè. Nó dè bị rụng hết rồi nè. Uổng ghê không? Dập hết rồi. Đây nữa. Mấy trái này là ăn được rồi. Đây trái này bị sốc. Các bạn thấy không? Bộ vàng reo luôn. Nhưng mà bị sốc ăn mất tiêu rồi. Sốc rồi, thấy bạn bắt là vàng bơ 304 mà. Cái bơ này rất nổi tiếng ở đây. Rụng mất 3 trái rồi. 3 trái này chắc được gần được 1 kg các bạn. Thôi lụm về ăn thôi. Lâu lâu lên rừng lụm mấy trái về ăn là vui rồi.